Xin chào anh chị nhé. Cái vị trí tôi đang đứng ở đây là thuộc ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đây ạ. Cái màu trắng trắng bên đó đó. Cái màu trắng trắng bên đó nha. Bên đó là có mấy cái xưởng luôn. Thì cái xưởng mà nó gần mình nhất là một cái xưởng gỗ ván lạng. Gỗ ván lạng anh chị ha. Đó là cái xưởng gỗ. Là xưởng gỗ anh chị ha. Qua cái xưởng gỗ đó đi về hướng Ủy ban Tân Hưng á, là mình gặp rất là nhiều cái xưởng sản xuất về gỗ, rồi về nông sản anh chị ha, là hướng này anh chị nhá. Từ đây về Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng á, thì nó rơi vào khoảng chừng 3 cây số. Còn từ đây ra đường liên huyện 28m ngoài kia thì khoảng 1,5 cây số, 1,5 cây số anh chị ha. Rất là gần anh chị nhá. Và bên cạnh tôi đây là có một con đường đất đỏ. Còn ngoài kia là con đường liên huyện nhá. Đường đó đi thẳng vào Tạo Lực, đi thẳng hướng này vào khoảng 4 cây số nữa là mình đi tới được đường Tạo Lực, rồi ra được khu tái định cư khu nghiệp BKMX Đồng Phú sau này. Đi hướng đó, chút nữa tôi sẽ quay xa ra ngoài ngoài đó quay cho anh chị xem. Anh chị ha. Còn đây là đường liên xã thôi. Rồi, tiếp tục. Đây là một con đường hiển thị trên sổ nữa. Hiển thị trên sổ nữa anh chị ha. Cái miếng đất anh chị đang xem là cũng tận 3 mặt đường cơ. 3 mặt đường anh chị ha. Chút nữa tôi nói cái tôi ra kia tôi quay cái mặt đường ngoài kia cho anh chị, rồi tôi chia sẻ về cái diện tích luôn đi chị ha. Anh chị ha. Đây cũng là con đường hiển thị trên sổ. Đây là con đường hiển thị trên sổ và con đường ngoài kia hiển thị trên sổ luôn. Thì nó là một là mặt đường liên xã. Con đường này cũng là con đường liên xã để thông ra xưởng gỗ đó. Xông ra xưởng gỗ đó anh chị nhá. Cái xưởng gỗ đó bán luôn. Chút nữa tôi sẽ làm cái video về cái xưởng gỗ đó luôn anh chị ha. Xưởng gỗ nó chỉ có 1 hecta thôi nhưng mà nó lại đang hoạt động rồi. Đang hoạt động rồi anh chị nhá. Chút nữa tôi sẽ quay cái video về cái xưởng gỗ đó. Anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế tiếp của CVT Land này chị ha. Rồi, bây giờ quay lại miếng đất này. Đó, miếng đất này là tôi nhắc lại nhá. Ba mặt đường. Có 3 mặt đường hiển thị trên sổ. Đó là mặt đường này. Mặt đường liên xã, mặt đường này cũng là liên xã luôn. Hiển thị trên sổ là 2 mặt đường và con đường người ta đang chạy xe máy đó đó, đó đó anh chị ha. Đường đó hiển thị trên sổ luôn, đường đấy đường liên huyện. Bây giờ tôi sẽ cùng anh chị đi ra ngoài ngoài đường liên huyện đó, rồi ra đường nhựa, rồi ra ngoài chỗ đầu bên công ty xưởng gỗ kia anh chị ha. Bắt đầu từ đây nha. Cái mặt này nó được khoảng chừng từ đây sang bên kia thì nó khoảng chừng được 60m. 60m mặt đường này. Còn mặt đường này dài nhá. Mặt đường này dài lắm. Mặt đường này mà chạy vòng rất là dài. Đường này nó cả 400-500m anh chị ha. Còn mặt đường bên này thì được 200, mặt đường liên huyện được 200. Thì mặt đường này khoảng được 60m này. Mặt đường bên hông này là khoảng chừng 300-500m khoảng đó. Rồi. Còn mặt đường liên xã liên huyện đó thì nó rơi vào khoảng chừng 200-250. Chị ha. Rồi, bắt đầu đi anh chị ha. Rồi, như vừa tôi có chia sẻ, anh chị nhá. Con đường này là con đường liên huyện chứ không phải đường liên xã anh chị nhá. Đường này rất là lớn sau này anh chị ha. Anh chị đi thẳng hướng này vào khoảng 4 cây số là mình tới được đường 65m Tạo Lực. Rồi mình về được khu tái định cư BKMX Đồng Phú 3.100 hecta. Là đi hướng này anh chị ha. Rồi ra DT753 vào Thạch Màn được luôn. Rồi mình quay ra đây là mình đi đụng cái con đường nhựa đầu tiên là con đường liên xã. Chút nữa mình ra ngoài đó là từ đây ra đường liên xã đó khoảng chừng 200-300m gì đó. Còn ra đến nhà văn hóa ấp 5 ra đường nhựa liên huyện 28m thì nó rơi khoảng 150 cây số thôi. Rất là gần anh chị ha. Sau ngay sau lưng nó có một cái công ty sản xuất gỗ. Chút nữa công ty đó nó bán luôn. Chút nữa tôi sẽ làm video về công ty đó. Đây là con đường với tôi có đứng ở đầu bên kia tôi quay cho anh chị ha. Còn cái diện tích của cái miếng này miếng ba mặt đường này thì nó diện tích là 4 mẫu 7 ba mặt đường, 4 mẫu 7 ba mặt đường anh chị ha. Mặt đường này được khoảng 250m này. Mặt đường này khoảng được 60m. Còn mặt đường bên hông thì nó dài lắm nhá. Từ 300-500m thì tôi chưa đo được anh chị ha. Đó, khoảng đó anh chị nhá. Đấy, là cái miếng vườn tràm này. Bây giờ tôi sẽ chạy xe từ đây ra ngoài kia quay cho anh chị xem anh chị ha. Đó. Còn cái vị trí tôi đang đứng ở đây là đường là ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Rồi anh chị xem ạ. Quay lại một lần nữa nhá.
đường lên huyện ha. Rồi bắt đầu mình đi. À vườn tràm này anh chị ha. Toàn bộ là người ta trồng tràm hết anh chị ha. Toàn bộ người ta trồng tràm hết. Đó. Rồi. Bắt đầu tới cái vườn này luôn. À, trên đất có nhà ở nhá. À, vườn này vườn xưa luôn này, của ông luôn này. Đó. Trên đất có một cái nhà ở nhá. À, tôi không quay vào nhà đâu ha. À, tôi xin phép thì sang bên này được. Cái cổng nhà ông màu xanh xanh này. À, tôi quay lại này anh chị. À, người ta bán thì bán bắt đầu từ cái vườn này nha chị ha. À, người ta bán bắt đầu từ cái vườn này. À, từ cái vườn xưa này. Nó từ vườn xưa từ cái nhà này này. Hất lại sang cái đường mòn bên kia. À, là 250m mặt đường liên huyện này, cộng thêm 60m mặt đường bên hông và đường sau đất nữa là một con đường liên xã nữa. Đường liên xã đó thì tôi chưa đi hết đất nên tôi đoán nó khoảng chừng từ 3 đến 500m khoảng đó anh chị ha. Khoảng đó anh chị nhá. Đấy, căn từ cái cổng màu xanh này. Hất về bên kia. Không biết là với tôi nói cái nhà ở trên đất thì không biết cái nhà này chủ người ta bán không, tại vì cái vườn này của ông luôn. Thì hiện tại là cái anh cộng tác viên của tôi, anh chỉ nó bắt đầu từ cái cột xi măng này, hết về bên kia là 250m, thì không biết nó có bao gồm cái nhà không. Theo tôi nghĩ là nó không bao gồm cái nhà đâu. Ông này ông bán cái phần vườn, cái vườn xưa này, vườn tràm đó, còn theo tôi nghĩ là vậy. Còn cái phần nhà ở với phần cao su ông giữ lại, với cái phần mà đất màu xanh xanh, mảng xanh xanh ngoài đó là ông chưa làm sổ, ông dĩ lại luôn. Và bây giờ mình ra đường nhựa anh chị ha. Trước khi ra tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Đất anh chị đang xem đây có diện tích là 4 mẫu 7, 3 mặt đường. Mặt đường liên huyện 250m, mặt đường liên xã bên hông là 60m, mặt đường sau đất hiển thị trên sổ luôn khoảng 3 đến 500m. Cái này để tôi xem sổ lại anh chị nhé. Ấp 5 xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngay sau lưng nó là một công ty sản xuất gỗ nhé. Đây nhà máy sản xuất sát bên đó, anh chị nhìn cái màu trắng trắng bên đó, đó là những công ty sản xuất gỗ. Tôi chỉnh lại cho nét một chút đó nha. Bây giờ tôi chạy ra đường nhựa nhé. Ở đất ở ấp 5 xã Tân Hưng thì rất là rộng anh chị nhá. Xin lỗi, nó rất là bằng anh chị nhá, rất là bằng phẳng. Cái miếng đất xanh xanh này này là ông ấy chưa ra sổ được nên ông không bán. Chờ ra sổ xong thì chúng ta mới bán. Đó, đây con đường nhựa liên xã tôi vừa có chia sẻ cho anh chị này. Rồi giờ tôi xin phép tôi đậu xe ở đây. Anh chị đi thẳng này ra là mình ra được Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi, tuyến số 3, số 4 về khu nghiệp BKMX anh chị ha. Còn mình đi ra đây là mình đi được đường liên huyện 28m ở nhà văn hóa ấp 5. Rồi lại để ra được đường vành đai 32 luôn anh chị ha. Nhưng mà đường vành đai 32 nó nằm ở tút bên suối Giạc nên là tôi không quay ra tới đó. Thôi bây giờ tôi quay ra nhà văn hóa ấp 5 ha. Ở đây rất là nhiều kho xưởng anh chị nhá. Tôi quay ra cái đường liên huyện rồi nhà văn hóa ông Năm cho chị hình dung nhá.
Rồi, đây là cổng nhà văn hóa ấp 5 này, ấp 5 Tân Hưng này chị nhá. Từ miếng đất này ra đây rất là gần luôn. Nó cách điện Ba Pha cũng khoảng 150m thôi. Đó, khoảng đó anh chị ha. Đó, đây, nhà văn hóa ấp 5 này anh chị nhá. Đó, nhà văn hóa đó. Hướng vào đất là hướng này. Anh chị nhá. Anh chị đi hướng này là ra được DT753 này, khoảng 4 cây số là mình ra được DT753, khoảng 5 cây số nữa mình ra được thành phố Đồng Xoài. Đi quốc lộ 14, trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước anh chị ha. Còn mấy đằng này này là mình ra được khu nghiệp Nam Đồng Phú, khu nghiệp Bắc Đồng Phú, đi Bình Dương. Từ đây về Bình Dương thì khoảng chừng nó rơi vào khoảng chừng 70 cây số, về thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 95 cây số chị nhá, nó rất gần. Rồi về Đồng Nai cũng khoảng 70-75 cây. Đi hướng này về mình về được cũng về được tuyến số 3, số 4 luôn anh chị nhá. Còn đây là đường liên huyện 28m. Bây giờ mình quay lại cái xưởng gỗ mà vừa tôi có chia sẻ cho anh chị nhá. Đây, bắt đầu từ đây. Rồi, xưởng gỗ nào mà mặt đường đất đỏ này nhá. Cây đất của anh chị vừa ấy xem là 4 mẫu 7 á. Cái đuôi đất của nó giáp với cái xưởng gỗ này. Giáp với cái xưởng gỗ này. Ở đây rất là nhiều nhà xưởng nhá. Bên này cũng có nhà xưởng này. Bên này cũng có nhà xưởng nhá. Đợt dần ở Tân Hưng này rất là nhiều công ty sản xuất người ta dọn về đây, đặt nhà máy ở đây sản xuất. Thứ nhất cái giá đất so với Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh bên dưới thì nó rất là rẻ hơn rất là nhiều luôn anh chị ha. Thứ hai là cái nhân công ở đây là vùng 2, vùng 3 rồi. Cái tiền lương họ không có cao bằng dưới đó. Đây là cái xưởng gỗ nhá. Cái đất 4 mẫu 7 vừa tôi chia sẻ cho anh chị là nằm ngay sau lưng xưởng gỗ này luôn, là cái chòm đó, cái chòm rừng tràm đó. Cái chòm rừng tràm đấy đó anh chị ha. Nằm ngay sau sát cái xưởng gỗ này luôn. Đó là 4 mẫu 7. Mẫu 7 anh chị ạ. Giờ tôi chạy hết mặt này. Ở đây nó làm ván lạng này, làm đây nó xay này, nó xay gỗ này. Ở đây người ta thu mua cao su rồi gỗ cao su rồi gỗ điêu. Tôi xin phép tôi đậu xe ở đây để kết thúc cái video này chị nhá. Rồi tôi quay lại này. Cái xưởng gỗ vừa tôi chia sẻ cho anh chị là 1 mẫu này, 1 hecta này. Đó, còn đằng sau á là cái miếng 4 mẫu 7 anh chị nhá. Anh chị ha. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại nhá. Cái đất anh chị vừa xem là có diện tích là 4 mẫu 7, 3 mặt đường. 3 mặt đường anh chị nhá. Giá bán người ta là 22 tỷ ấp 5 Tân Hưng Đồng Phú Bình Phước nhá. Ngay sau lưng cái xưởng gỗ này. Thì mọi thông tin về cái miếng đất 4 mẫu 7 ở ấp 5 xã Tân Hưng huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.